Liên quan đến nông nghiệp, thời điểm này, nhiều nhà vườn trồng hoa bán Tết ở huyện Tân Phú đã bắt đầu mở cửa để đón thương lái. Hoa năm nay nở đẹp, cây khỏe, nhưng nhà vườn thì có vẻ không được tươi như hoa bởi lượng khách khá vắng vẻ. Hơn 30 năm trong nghề trồng hoa cúc phục vụ Tết, nên cánh đồng hoa trồng khoảng 1 hecta của ông Trịnh Quang Ân ở ấp Ngọc Lâm Ba, xã Phú Thanh năm nào cũng đều tươi tốt, trở bông đều và đúng với dự tính. Những ngày này các thương lái cũng đã đánh xe tới để lấy hàng, thế nhưng do năm qua kinh tế khó khăn nên Tết này giá hoa cũng không được như kỳ vọng của ông Ân. Tình hình năm nay nó cũng khách hàng ít lắm, rồi giá cả thị trường nó cũng hạ, người mua thì cũng ít, rồi dân tình cũng không có tiền, mấy ai cũng than thở, nhiều khi nhà vườn cũng không biết sao giá cả lúc đầu vậy sau nó cũng sụt xuống. Tương tự anh Vũ Mạnh Quang, chủ vườn hoa cúc gần bên cũng cùng chung tâm trạng với ông Trịnh Quang Ân. Tác động kinh tế của năm 2023 không chỉ cản trở sức mua mà giá cả còn thấp hơn cả năm trước. Anh dự tính nếu bán sỉ không đạt thì sẽ tìm cách để ra bán lẻ. Hôm nay là làm bông rất là vừa Tết, không có bị chậm cũng không bị sớm đâu. Có giá bán năm nay thì nó có thấp hơn mọi năm khoảng 1 đến 200 ngàn một chậu. Đó. Đúng rồi. Tại vì năm nay kinh tế cũng chậm, thương lái người ta cũng kém đến lấy mình giờ năm nay phải đi bán lẻ bên ngoài nữa chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đáng. không chỉ riêng mặt hàng hoa chương Tết có sức mua chậm mà nhiều ngành hàng khác trên địa bàn huyện Tân Phú sức tiêu thụ cũng chậm hơn so với mọi năm